Lại là series chủ quán cho gì tôi nói ở nhà hàng quận 1 mà chỉ với 200 nghìn thôi. Tôi đang đi Takashi Baya, tôi phát hiện một cái nhà hàng hay một cái quán gì ở trên kia anh em ơi. Đó cái gì góc nhỏ gì á. Nên là bây giờ tôi sẽ đi qua đó coi thử là cái đó là cái gì nha. Tôi đang thắc mắc làm sao để đi lên được đó là. À đây cái ngách nhỏ nè. Hình như cái chỗ này cái chỗ đi lên nè. Em nhìn nè. Nãy giờ tôi leo phải mấy lầu rồi, nói chung là đây là một cái chung cư cũ như này. Không biết là cái quán ăn hay là một cái nhà hàng nè. Nói chung bây giờ đi lên tiếp. Let's go. Mình tới chỗ này nha anh em kìa. Bây giờ đây cho mọi người coi cái khung quanh này nọ nè. Mình có mở cửa chưa? Dạ 5 giờ. Ồ 5 giờ. Dạ 5 giờ lần hả? Dạ. Bên ăn bình thường thôi. Giờ em cảm ơn nha, em ngồi thôi chứ tí nữa em mới ăn. Leo lên mệt quá rồi nên là thôi mình xin phép là được ngồi lại trước khi mà người ta lên món hay là người ta lên mở cửa cho anh em. Đó là ngồi ngắm nhìn cái view trước đã. Đó. Ok. Em có 200 á, anh có thể mà anh tự chọn món giúp em được không? Là anh có thể là tự chọn món luôn. Anh chọn em món nào cũng được, miễn sao mà trong vòng 200 ngàn là được. Vòng khoảng 200 nghìn là mình có thể ăn được không? Ok, set up cho anh. À dạ. Cái này đại sứ mình có xong. Được rồi, thank you anh. Là cái view đây kiểu nó đắt điệu quá anh em ơi. Thực sự là mình đang muốn ngắm trả cái view luôn á nè. Chào, cảm ơn anh. Đi leo cầu thang thực sự là hơi bị phê á. Leo thang hơi bị nóng. Giờ có nước suối uống mà tôi thấy nó đã quá là đã rồi. Đã quá Pepsi ơi. Là còn có khu vực máy lạnh nha anh em. Đó bây giờ tôi quay sơ cho anh em coi bên trong. Đặc sắc nha anh. Trời ơi, wow, nói chung hôm nay là được lên được hai món nha anh em. Nhẹ ăn chơi nữa, nhưng mà có sao chơi vậy anh em. Check in được cái view này liền nữa, ăn được cái view đẹp, ok. Dưới này cà tím, ở trên là sẽ có thịt bằm nha, mình sẽ... Ê, từ, coi chừng nó rớt những cái tinh túy gì ra đó. Đó, đây là quận 1 đó. Ăn thử xem là sao nha anh em ơi. Ăn nó sẽ kiểu là giống cà tím, nó sẽ mềm mềm. Cái là cái đặc biệt là cái nước sốt kiểu là bò bằm này, kiểu cái này bò hay heo thì mình không biết nha, nhưng kiểu cái phần này nó sẽ bằm bằm mà ăn nó sẽ kiểu mặn, nói chung cũng bắt vị. Kiểu lần đầu tiên mình ăn kiểu là thịt bằm mà kiểu chung với cà tím ấy, chứ là xong mình sẽ kêu mẹ mình làm cho anh em. Cái phần này nó chưa tạm thời vậy thôi anh em ơi. Đó, bây giờ tôi sẽ tới cái phần mà cơm chiên, kiểu là cơm chiên tỏi nha anh em ơi. Cái này ăn có nhiều ăn bấy nhiêu rồi thì không biết là còn món nào nữa anh em. Ok rồi. Cái này kiểu là cơm chiên, mà kiểu là cơm chiên giống như nhà mình tự chiên thôi anh em. Mình thấy người ta sẽ chiên ngon hơn mình nha anh em. Bởi vì mình không có tài đâu bếp máy, nhưng ăn nữa người ta chiên sẽ thơm hơn ngon. Ok. Múc mà ăn chung em. Lên quận 1 mà thực sự là ăn cái này không thấy ngon anh em ơi. Ok. Tạm thời lên hai món, tí nữa còn lên món nào nữa tôi sẽ cập nhật cho anh em nha. Đó, ok. Nói chung là sau hai món này thì không còn món nào được ra nha anh em ơi. Đó, nói chung là hôm nay là hai người ăn tầm khoảng là 40-50% em. Nhưng mà đổi lại tôi thấy được cái view nói chung là cũng khá là ok. Nói chung là còn dư một ít tiền nữa. Nếu còn anh em nghĩ xong ngày hôm nay thì để lại bình luận cho tôi biết nha.